cái mát Mirama được cái là bắn ca sướng, nó kiểu nó trống á, không có cây, nó kiểu trên nấp nấp cho cái gờ đôi bắn á. Dễ biết đâu. Anh xíu anh tải Apex Legends về mai chơi nhỉ. Legend. Hôm trước thấy nó chơi trong net cũng cũng nhìn, bây giờ Apex nó fix lỗi các thứ lại nhìn cũng cũng hay phết. Anh chưa chơi cái Epic Legend đi bao giờ á. Em chưa chơi nhưng mà đợt trước thấy bóc phốt nhiều á. Mà Nó là giờ của Epic à? Nó là của Epic à? không, nó là APEX. Của Steam đúng không? Đúng rồi. Epic Legend là cái game à, cái game sinh tồn như này ấy Đúng rồi, game miễn chứ. Em chẳng chơi game đấy bao giờ, thành ra là nó cũng nghe bảo hay lắm, nó có cái xây kiểu này không phải bắn xây mà bay kiểu nhảy các thứ. thả bom keo hả? Hả? Đâu Bắn như kiểu Free Fire thả bom keo nữa gì nữa. không Nó cầm búa nó đi farm đồ này kia xong lúc nó xây lên cao nó bắn này gì nữa. cái đó là game 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 của Epic Game mà, game này game Apex mà. Qua nhà rồi kìa. Anh bị lộn game rồi đó, tưởng nãy giờ em nói anh hiểu rồi chứ. Không, cái Apex anh biết rồi. Apex Legends cái game ra sau game PUBG này thì lạ gì game đấy nữa. Nó cũng là sinh tồn như kiểu, nhưng mà người kiểu khoa học viễn tưởng cái gì đó Đúng đúng đúng. đúng không? Lúc đầu thì mở cái rương ra, mở cái rương kiểu lục giác á. Giống kiểu mở rương giống như các Call of Duty nhỉ. Call of Duty cũng mở rương. Nhưng mà rương này là rương lục giác. Các loại tên là rương, rương hộp, hộp chữ nhật. Này khu này á, là em nên ra lấy mấy cái nhà đằng sau này hơn này, đừng có lấy mấy cái kha bên này khó đi, để xem nó đâu nào. Qua bên nhà bên này anh cấm đi, có hai thằng đằng sau. Qua bên nhà qua không em, Được rồi. bên mình clear này không có lấy cái kho ấy. Tại khu này bắn bên này nó thoáng, nó dễ di chuyển, cái bên kia nó bị kiểu bị kẹt kẹt đấy, mà nó mà bắt được một thằng là kiểu gì nó cũng công, hoặc là nó sẽ gạt. Berry trên này. Em vào nhà nhỉ? Berry này. Tầng 2. Chia nhau mà dùng thôi. Đó, đi ra đi. Này, đâu có tầng 3 à ta? Lúc kho chưa? Rồi. Nhanh vậy? Chắc kho đéo có gì, Anh nói gì cơ? chắc kho không có gì. Kho 2 phớt M24 X8. Ok, ba bạn 124 này để cầm nhé. Lần trước là mình cũng nghèo máu từ ngay từ ban đầu vào rồi. Lúc mà mình vào khu đấy là mình cũng đã nghèo máu rồi, từ mình bắn được bao vào là không có máu rồi. Bắn nhau anh em nóc đúng một lần là em hưu cái máu hết rồi đó. Từ đó từ cái lần nóc đó là em đâu có nóc lần nào, đâu bị bắn trúng viên nào nữa đâu. Có tiếp bát, có băng đạn M24 lấy không? Có lấy cho băng Tầng đạn thôi. 3 ấy, mẹ em quên nhảy cửa kính rồi, ngu rồi.
ông thử nhiều máu như trận này xem. Vào con nhà 4 cái phớt liền xem. Và thế mình chạy đến khu nhỏ nhỏ lút thì cũng không có cái gì, phớt nhiều thế cả. Nhà này 4 cái phớt liền ạ. Đặt xanh bên này nhiều nè. Đâu có súng bắn đặt xanh đâu. Không nói sớm, bên kia là em thấy sờ lai. Đi solo và giết 8 thằng ở đây. K này, không có hề một con boss. Thì anh vào đúng cái nhà cao cao á. K trong nhà bên kia. Ok ok. Này cái túi đạn K em vứt mất tiêu rồi. À, anh cầm cái cách bát ạ. Đâu hết nhỉ? Lấy cái nhà này sẽ quan sát được hết này. Mà mấy cái nhà đẹp như này thường có người rồi á. Có cái này chứ rồi nó không thấy mình rồi. Mà anh chạy thì nó cũng bắn anh rồi. Còn nó không phải ai cũng để ý là nó lút xong nó kê đồ đó, nó sẽ giống như mình lúc mới chơi ấy, cứ bắn xong được một đứa nó cứ cặm mặt đi lút đồ ấy, không chọn nó cái tọa độ đẹp để nó kê hay nó cam gì đâu. Đây tinh chân này lại là cái quả C4 đây rồi. Tinh chân này, tinh chân này. Ok ok chết chưa, chết chưa, làm sao đâu nào. Ui 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 ui. À, nó bắn ở công ngoài nhà vào. Em hả? Không, em công nhà nó mà. Em nói nhà này có nhà người này, mà. Nhà này. Nhà em có thằng người. Ờ ok ok. Biết rồi, ý anh chấm bên tay cái thằng bắn anh nhà đấy chứ không phải là thằng gần chỗ em. Còn nhà em có người cho anh qua với em đây. Nó lên kìa. Nhà em có người nó ở trong nhà luôn hả? Đúng rồi. Em thấy thằng kia rồi. Ở bên nhà lúc nãy anh chấm đúng không? Hả? Đối diện, nhà đối diện. Nhà này gì? Không, nhà đối diện. Nhà này rồi, này. Rồi, hiểu hiểu. Uầy, máu quá trời luôn. Kê cửa sổ ra nhá, anh có đập C4 nhá, alo. Ok. Yếu này. Team khác không, team đó luôn á, nó một thằng ở trên thằng dưới. Thế cái thằng ý là cái thằng gì em giết trong nhà là team khác, anh tưởng là thằng này là đồng đội của thằng bên kia. Nó cứu rồi, nó xuống hàng rào nó kê. À, anh tưởng nó trong nhà em bắn đốc trong nhà em ấy, em gặp thằng trong nhà em ấy, thế là anh tưởng thằng này team khác. Anh biết thế cái cầm không anh gào đấy làm gì, trời ơi. À, cái dây điện. Kìa, nó ngó cửa sổ kìa. Còn hết không? Không. Anh có quả C4, tiếp tục đặt. Khá nhiều mẫu chứ. Trời ơi. Xe kìa. Ngoắc nó vào. Anh tưởng có một thằng mẹ ngáo thật hết đầy chứ.
leo lên cái nóc nhà này mà bắn em. Ôi, à, thôi à. Sợ sau nó dừng chết. Ok. Đâu ấy? Trong nhà cửa sổ bắn nói đâu ấy. À, bắn một viên mini mà hỏng nửa cái mũ luôn. Vào đầu mà. Ông ngu là chết. Nó không là chết. Chắc chắn luôn. Mắc hết. Block block nó chạy. Nó chạy sang block. Hay. Xem giờ mày chú của gì. Ê mày. Mất mũ em luôn à? Mất chứ. Hai thằng nó bắn kiểu gì không chột cũng què mà. Ok vào bo rồi nó ok đâu. Hai đập một không chột cũng què. Có sờ móc hồi nãy mình ném nữa nó còn vỏ này. Có vỏ mà. Vỏ lâu rồi. Một thằng này có cấp 8 luôn. Mẹ chứ. Lỗi thật sự. Bom đâu nhỉ? Xác kia đâu ta? Anh xác anh đầy kìa, em ra xác anh kìa, C4 luôn cho nó hoành tráng. Lên 9 tầng mây sợ đách thì anh vừa vào vào cái nhà ấy, chúng ta đặt ngay tầng 1 thì cái thằng này chỉ có chết không có chạy đi đâu được. Mà mình lao trên tường đứng nhất oai. Bay lên mây không? Ờ có xe kìa. Vô không? Có vô không? Đi luôn à? Vào bo, nó vào bo. Cần phải nét cứ leo đứng ngoài quay đấy cũng chết à. Chẳng thấy mà anh tưởng là cái thằng em giết trong nhà. Tại vì anh thấy em nóc một đứa. Hay gạt một đứa gì thôi. Trong nhà có một thằng anh thôi. Ừ, bắn thế chết anh tưởng là cái thằng này, em anh tưởng thằng này đồng đội của ta. em bắn chết luôn. Thì anh không để ý, anh thấy nó nốc ấy. Tại vì em bắn cái thằng này xong sao lại bắn thằng bên kia đường nước nốc luôn đúng không? Đúng rồi. Thì bảo sao anh mới thấy là nốc. Xong rồi cái kia lại hiện bên trên là kiểu như chết á. Anh mới nghĩ là ôi. Còn một thằng thôi à, tưởng thằng này là đồng đội. Mình mới kêu là kê cho anh để anh đẩy con đặt C4 dưới nhà ấy. Kiểu gì cũng chết để báo thù kết quả. Hôm bữa mình ở trên tầng tầng 3 nó đặt tầng 1 mình cũng chết đấy. Đéo. Thế còn thằng đứng ngay đường không làm gì được. Chứ không đứng ngoài tường mà đặt C4 là ngon rồi. Tay lúc đấy cầm quả C4 ấy, khổ ghê. À đâu, tay không với C4 cái gì. Ui, em để quạt chạy em để quạt chạy bảo 7 âm 70% mà nhiệt độ ngoài ra là bình thường cơ. Mà nhiệt độ vẫn 77 độ. Vẫn cao, lên cỡ 75, 80 bình thường. Được à? Được bình thường chả sao, nó chạy mắc là chạy 100% mà em. À. Em nhớ đợt trước anh có nói gì để vừa vừa thôi. Để vừa vừa là ví dụ mà nó không nóng quá, em hiểu không? Thì mình mới để vừa vừa để nó tránh hiện tượng là quạt nó, nếu mà mình để liên tục thì nó sẽ hiện tượng là quạt nó kêu lật cặt quay à, nó kiểu như bị khô dầu ấy. Chứ còn nó nóng quá thì mình phải ấy thôi, tại vì bình thường cái cả này nó bị ấm sao. Chứ còn những cái cả khác khi mà nhiệt độ trên 70 là nó không tự động lên tầm 70 rồi. Nhiệt độ giới hạn báo động đỏ của nó là nó sẽ chạy 100, xong nó xuống nó điều tốc kiểu vậy.
Mà bữa nay cái nhà này leo cái ta hay nhờ, cái kho này bữa nay leo được luôn nữa. Hầu như bữa nay nó làm lại mấy cái map này, cái kho nào, cái nóc nhà nào hầu như cũng có thể leo lên được. Đi học muộn không em? Ok. Không có ai nè. Có hai thằng đấy luôn này. Đâu? Bên phải nó vào kho này, nó lấy kho này, mình qua bên nhà hai này đi. Thấy chưa, hai thằng đó chưa, bên mình ấy bốn thằng nhưng mà hai thằng qua bên kia. Rồi vào kho hết rồi. Mày nó không có súng ta, bắt đầu giật rồi. Có mỗi khẩu mini anh. đánh M16 này kéo nhiều à. Ép nhau vãi mìn à, này có phim Python à. Cầm shotgun thủ nhà cho rồi. Bên này không có được shotgun luôn chứ, shotgun lại may quá. M16 bắn cũng được mà. Anh thấy nó này, nó chết trong vòng tay anh em. Mẹ nó, cái cửa ngu quê. À, hai viên rồi. Hai viên mini rồi. Nó mở cánh nó vào. Nó là đồng đội đó. Thằng kia đâu? Nó đâu? Bên này. Không Đây này. thấy. Anh chơi nó quả C4 chắc đang hiu rồi. Bảy viên. Thơm nhá. Được đúng không? Chết rồi. Còn bên đường. Bên đường có hả? Anh nói bên đường có mà. Không, bên này chứ, làm gì có bên đường có, bên này, bên đường là bên này này, quét khu bên này này. À, sao anh kêu bên đường? Anh lẫn lộn khu này, hai thằng này lút qua mình lút theo ít đồ em, cắt cái xe máy đi nhỉ, có cắt xe máy không, anh nghĩ sẽ có. Qua tới rồi anh ơi. Ở mình đây rồi hả? Nó qua tới gốc cây đây rồi nè. Ok, để lên tầng. Nãy bên này có 14 em này.
Ok, nên thấy có thể quan sát được nó rồi. Cái hướng bên gốc cây chứ không chính xác là nó nằm gốc cây nha. Đầu bắn đây, đầu bắn cực cối đây. Bắn nỏ hay cối? Cối. Kiểu nó biết mình thấy hay sao, nó núp luôn không thấy nó nữa em. Chắc nó thấy em, nó em cũng thấy nó núp rồi. Ngồi bốn bên này à? Tường đứng lên cầu thang. Berry này, nếu có đổi ý. Đang đủ đàn sắt. Chắc nó bách về đấy em ạ. Chắc có biết mình thấy nó bách về rồi. Mẹ gặp một ninja nữa chứ, cái lùn. Bách về hay là đẩy sát vào cái tường nữa được cơ. Từ lúc em thấy nó em ok nó được không? Hay là em vào nhà nút? Không, em vào nhà luôn. Thì anh cũng vào nhà nút thì có lẽ nó sẽ đẩy đi gần gần đến đây rồi. Ở lúc em nói thì anh cũng đang ở dưới cầu thang chạy lên thì cầm đấy cho nó đủ, nó chạy được qua một đoạn nữa rồi. Đủ nó chạy về hoặc là nó chạy sát vào tường. Nhưng mà sao có thể im ắng như thế được nhỉ? Lúc mà anh lên đây ngó thì anh nghe một tiếng bắn nỏ. Lúc em bảo là ai bắn cối đấy thì anh nghe một tiếng bắn nỏ. Tiếng cối không phải tiếng nỏ đâu. Anh vừa đứng đây xem có thằng nào bắn không. Không rồi, chắc nó bách về rồi. Hết đây chưa? Để cái giáp hai nào. Nhà bên này có. Nhà nào? Nhà bên chấm. Ok, thì qua đấy mẹ về. Ghê rồi, đánh người. Giờ qua đường cũng là một sự gì đấy khủng khiếp rồi. Lái xe máy phi quá. Đây là cái giáp hai. Ừ. Đường nào anh cũng dự nó. Đây đây, nó chạy vào kìa. Sát hàng rào rồi. Đừng 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 nó đừng nó. À, đi qua trống quá. Bên này còn thằng nữa, vãi chưởng. Nó kẹp mình nãy giờ là anh bảo ninja mà lại Một thằng vòng trên đồi xuống, một thằng vòng dưới à. ninja mà Nó mang đồ ninja luôn kìa anh. Nhặt nhặt khẩu shotgun anh. Chơi chơi shotgun trong nhà nó luôn. Nó cũng chơi shotgun. Lên rồi đấy, nó lên ngay cầu thang rồi đấy. Lồn bắn cho cần lỗi thế, cái khẩu này bắn nó có 2 viên ạ, bắn mù mắt luôn em. Bắn hai viên là anh phải bắn luôn 2 viên. Thì bị con chuột nó kiểu nó bấm cứng con chuột quá, sao mà thấy nó nhỏ chi chi luôn á, nó dùng mật lưng vân mật nữ lên tới đấy mà nó thấy nó nhỏ chi chi luôn em. Nhưng mà dùng nin cặp ninja nó y rằng mà nó nằm đến mức mà từ khi mình thấy mình nó thấy mình đến khi nó vẫn ở đấy thì mẹ nó vẫn núp được ạ. À.
cây bọn này nó, cái độ kiên nhẫn của nó phải gọi là thường thừa luôn. đẳng đẳng cấp luôn. Chắc bọn Myanmar, Ừ, chỉ có bọn bọn này Myanmar mới chơi kiểu đó thôi. Myanmar, như là bọn này làm con ma luôn đấy, như Myanmar gì nữa. Myanmar là PUBG Mobile cũng vậy luôn, cứ núp trong nhà, núp im ru à, chờ người qua bắn. Chơi Quả lúc quả đấy lúc em bảo qua lấy giáp 2 là anh thấy có cái điểm điểm gì đấy rồi, nhưng mà sao PUBG mình không đéo được kiên nhẫn, mình cũng phải qua, mình cũng chính mồm mình bảo là bây giờ mà qua lấy cái giáp 2 thì sao nó nguy hiểm thế. nhưng mà rốt cuộc quả đấy mà là quả rốt quả đấy cuộc quả đấy mà không quả đấy không cầm sóc thì có lẽ là bắn thẳng lên cầu thang lúc nó chết rồi, tại vì 14 mà kê vào đầu thì trong cái khoảng thời gian này mình đủ sấy nó chết rồi. tại anh Sóc nhặt đúng không, khẩu 2 viên, bắn tốt sóc thôi, anh không bắn nhiều sóc. sóc anh ít khi bắn lắm, anh chỉ bắn cái khẩu DPS, anh bắn sóc kém lắm. Quả M4 này gần như cũng nốc được một thằng đấy rồi. Chơi PUBG Mobile là sợ cái bọn Myanmar hơn cái bọn Bro nữa. Bọn đấy kiên nhẫn cao thế, không biết tao không chịu được. Chắc trường học bên Myanmar nó có luyện tập tính kiên nhẫn. Tắt móc cho dễ lốt nha. Ok. Dễ lốt dễ bắn. Cũng dễ chết. Xong nhưng mà cũng không biết đi đâu. Bạn xong cũng không biết đi đâu. Trống. Bắn xong thì cứ đi dần vào bo thôi. Mình chơi game top 1. Bấm hai là mày mình trải mày này khu này là mày đi cùng nhau nhá, tại vì khu Ok. này nó ấy lắm, không cover được là nó gạt á. Khu này tốt nhất là cứ xuống trước đi, Có người luôn. tại vì cứ có kho 2 nhà thôi mà cứ xuống trước đi, Bốn thằng đã lận. cắm rồi. Ôi 6 thằng, 7 thằng, 8 thằng, 4 team luôn. Anh cứt rồi. Lấy nhà bên đường hay lấy kho? Lấy bên đường đi anh. Đồng Chốt quá. nhanh không? Đồng quá vào kho là chết chắc luôn á. Có súng luôn ạ. Có súng luôn em. Không có luôn. Có xe đạp này, anh chạy đi trước đi. Ê, có thằng ngoài kia, em ăn thằng ngoài kia. Đâu? Đấy, ngoài nó móc sau kho ấy, nó chồng lưng cho mình ấy. Không thấy. Nó vào lúc ấy ở bên. Nó chạy anh ạ. Anh sao đây? Đi không đi cứ nhảy nhảy rồi bỏ sao đó mắc. Không phải. Anh thấy cái xăm đen trong ấy, tưởng là khẩu shotgun khổ. Nhà bên này được này, hai nhà này chắc chưa có đâu, Ơ, cửa mở rồi. nó xuống khu giới rồi em, mở rồi nó chỉ xuống khu giới thôi, chả chạy qua đây đâu. Không, Cầm sóc vào trước đi em. cái nhà vệ sinh đó không có cửa. Ơ kìa. Em tăng thêm cái độ, tạo thêm cái độ gay cấn cho game hả? Không có đồ mà cho ba lô ba nữa. Ba lô ba nữa nè anh. Không có đồ mà cho ba lô ba, lấy gì đắp vào đây? Đi bắn nhau với tụi đó. Có một dương bắn đạn AR xịn này, sai lầm em cũng nhặt luôn à. Sai lầm em mà làm xịn nhá.
nhưng đéo có cốp gì luôn. Em là ti 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 thứ gì cũng nhặt. Hay nhặt bẻ nốt 12 cái nhà giới này đi. Hả? Chứ để làm gì? Bốc mất. Ô, nó đứng kìa, nó đứng hở kìa. Bắn được đách đâu, được một viên bắn làm gì, thôi đừng có bắn để lát nữa mà công. Để cái đó không phòng bị đi. Đéo cái trụ ở đây có ca rồi. Mẹ mày có ca là phải bỏ một trong. Đây rồi. Nó vào nhà rồi. Có tiếng xe đạp vào em ơi. Em có nghe tiếng xe đạp vào không Nam? Có. Anh thay đạn phát. Nó chạy qua bên này. Yếu lắm rồi. Nó dừng này. Chắc hai viên, một viên, hai viên chết chứ. Chả biết nó hay sấy tôm. Có con be. Chỉ anh ta xin ít đạn thôi. Bên kia nó bắn qua được anh. Ba lô ba mà sao nhặt cái gì đây nhỉ? Lại con be băng đạn các kiểu nữa. Lấy con be không? Có Từ từ đã, chúng ta thay đạn nữa. rồi, mình lốt qua khu bên kia luôn đi. Đó, có be này, alo. Nhà em cầm cho vui thôi chứ em cũng chưa cần. Để sao? Đang bắn giảm thân ngon quá. Đây còn bè nữa, phải thật. Ui, quay BU luôn, hợp lý. QBU này X4 không anh? có sáng sinh X4 phút em thiếu không? Có đem hai cái. Hai. Đây bên này hai cái nữa này. Anh còn đã biết đến bắn QBU hay không? Có người, có người. Có người, alo. Thế rồi. Sát tường luôn. Tiếp tục nhặt hộp luôn. Nó nghĩ là nó tưởng là mình chưa biết nó ấy. Hiểu không? Nó thấy em rồi. À, nó chưa thấy em cơ. Nó còn chưa biết mình đâu đó. À nó có nghĩa là nó mới nghe tiếng bước chân thôi. Chết luôn à? Luôn. Ô, thằng này giàu. Chạy về bên kia qua mà. AK này. Còn được xỉn 3 cái luôn. Má, nó nhặt cho ai mà trời. Mà em mang phúc 4 cho anh mà sao anh không thấy phúc 4? Đấy, em quên đưa. Còn anh nhặt cái băng đạn nó vừa đẹp luôn. Anh vứt khẩu K đi rồi em ạ. Anh bắn QBU nhá. Alo. Ui, anh nhặt toàn là xịn làm gì thôi. Không có red dot nhỉ. Chơi bọn kia không em? Đi anh. Bọn anh dám đuổi chúng ta ra khỏi đấy. Trên đồi có thằng bắn xuống rồi kìa. Kệ nó như vậy thì nó mình nó dễ đẩy vào. Để trái nè, trên bên đó trống quá. Nó lo bắn nhau thì nó thì kê tâm vào đấy thôi. Mình đẩy sát vào kho luôn là vào đẹp.
tại vì bắn trên đồi nó cũng phải đứng sâu trên đồi, cũng như gần gần đỉnh đồi chứ không thể nào nó đứng kiểu mé mé đồi nó bắn được. Anh vào kho, anh nghe tiếng súng gần, nó ở bên kia đường em ơi. Alo em. Em nghe. Nó mới chạy ra, không phải bên kia đường. Chốc cây yếu lắm rồi, 3 viên K là nó chết rồi đấy. Ok Thôi. không? Này này này, đóng. Đấy, đứng sau lưng nó em, đứng sau, trên thôi chứ. Rồi đâu? Hướng này anh không chấm được. Đấy đấy, đừng thử nó rồi. Trời ơi, được rồi. Qua em ơi. Bách về cứu. À, thế là thằng bên đường với thằng bên này khác team. Khác team mà. Tại vì bên kia đang cứu, bên kia cũng đang chuẩn bị đẩy qua. Này, vào đây cứu này, đừng có vào kho. Vào kho, nó đẩy vào kho rồi. Anh nghe tiếng bước chân qua đường. Má bể mũi. Ui. Mà em còn quay lưng cho nó mới sợ thật. Mà thằng đấy cũng đéo dám ra hay sao ấy. Em đâu biết thằng đấy đâu, em vừa bắn nóc với thằng đồng đội nó. Mở cánh các bạn bắn cái bọn gốc cây này. Cái xe kìa. Red dot rồi. Cấp 3, lại còn À, 3. thính rồi đây luôn, hèn gì đông. Bọn gốc cây nó chạy vào đâu rồi ta? Chắc nó chạy Em cẩn vào, thận nhá, nó sát bãi rồi nhá. gỗ này. Mết này. Ô, sau lưng. Mẹ nó sau lưng có kìa. Sao mình khổ thế ta? Ui, mẹ bên kia nó bắn. Trên đồi nó bắn em ấy. Anh sẽ đổi đâu nhỉ? Ok này, hai cục đá này. À rồi, thấy anh. Vỡ đầu. Vỡ đầu nhá. Má có lẽ đổi khẩu K thế ạ, một thằng bắn táp thôi em ạ, đủ má. Để em bắn ca cho. Anh bắn K ở này này, thế K trên này, K trên này. Đây là khẩu cứu lại. K trên anh. Em có rồi. Ok, bắt đầu nó 2 lần rồi mà bắn toàn yếu không? Má đồng đội đâu vậy? Tiếp cái này đi. Kia đổi góc rồi. À, anh vừa bắn Đồi nó nó đổi góc chạy rồi. rồi. Mấy em mũ hai bắn viên đầu ở à, đây này, nó đang đồng đội ở đây. Đấm. Một viên đầu, một viên người. Con này đạn rơi quá, có cái ngay đường hướng dây thế nhá. Chấm sao sao là nó chấm lại, sau nhà đấy. À, tìm kia nó đẩy xe vào nó dừng trên đồi kìa. Đấy à, À, thằng đang kia chạy nó kìa. vẫn cục đá nè, chưa đổi góc. Vẫn cục gà đấy. Đúng rồi. Anh góc này phát ra. Nhưng mà à, anh thấy cái chân nó rồi này. Ui mà nó cấp 8 hay sao ấy. Đúng chính mà, để anh cứu. Cứu được không? Được. Ây da, má bỏ ra rồi nó bắn. Thôi xong. Chạy lại đấy. Ôi trời ơi. Má khó Không có chịu. sống bốc, không có sống bốc. Pha đấy không có sớm bốc chịu thôi. Anh chỉ đáp sớm bốc cho mở táp ra toàn flash với nết không. À, ghét nhất bắn ca cấp 4 luôn á. Mẹ bắn ca là chết được thằng kia rồi. Cái thằng kia ngồi ngoài đường đấy cũng táp một viên vào đầu viên vào người. Anh nhận yếu quá. Mà mình táp thì lại không chuyên táp chậm ấy. Làm sao nó biết được em sẽ lò đầu ra cái chỗ đó mà nó kê sẵn nhỉ? À.
để chui vào đấy nó chỉ căn được cái góc ra đi Không, mà. cái khúc gỗ đó là trái phải cả ở sau trên đều 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 hở ra bắn được nó luôn. Một thằng bị khóa khỏi trò chơi cũng tên đẹp đẹp kiểu tên có kiểu mau mau ấy. Hôm nay quên đổi nước rồi. Gặp nước quá. Hôm nay thấy top 1 ít quá em nhỉ? Căng quá. Tại mình chơi quyết zone á. Hai thằng, bốn thằng. Lấy đúng cái vị trí kho nhà mình nhá, nhà hai cái nhà này hoặc là kho nhá, nó lấy nhà của anh đấy em ơi. Xuống xuống. Alo, À đúng rồi, nhà anh chưa có người đó. Má mày nó không bắn em. Nó phơm của anh rồi. Bên đường đẩy qua luôn nè. Bên đối diện đúng không? Nhà đối diện có mà. Thằng này chết luôn. Nhà đối diện mình hai thằng nhé. Kìa. Có cốt rồi cơ à? Đồng đội nó cũng nóc rồi. Nét kìa em. Ra đi. Con mẹ em. Má nó bắn không nghe được tiếng chân. Thể ngó ra nó sao biết anh đang ngó ra nó không phải mà được kê đấy chứ nhỉ. Cấp một rồi nè, nhảy ra cửa sổ là bắn được á. Anh yếu quá.
kìa. Ôi. Đi, mẹ đi sâu à, má. Mẹ tiếp cái nhà Doraemon mà nó bắn qua đây à. Sao anh lúc nào cũng chết kiểu xàm thế nhờ? Mà sao anh chạy ra tít ngoài đó vậy? Đặt sờ bốc anh mở cánh ra để anh bắn. Tại vì đứng mà bắn thì đúng đúng kiểu như bắn sau lưng em ấy, mắt em. Mà ra xích tí thì nó không có chỗ make up, thì đừng chạy qua gốc cây thì nó sấy khẩu Python dính rồi còn có tí máu nó sấy phát là trúng thôi. Gạt được đồng đội nó chưa ta? Chưa, nó cứu rồi. Lúc team sau bắn là nó tận dụng cơ hội ấy, nó cứu luôn. Đấy, nó lại bắn chết thằng nào nữa kìa. Thằng đi sau là bắn chết bọn kia rồi đấy. Thằng Su Su Body cái gì đó đúng không? Sao nó bắn được, khuất mà bắn sao được. Bắn team khác á. Để táp hai bên LR headshot thôi. Thấy cái xác này không? Nó mới cầm khẩu lục mà nó chạy qua nó công mình. Mấy này nó nghĩ cái gì á? Anh gọi ấy bị bắn nóc rồi không có máu nữa. Cái bọn sau bắn chết cái team trước mặt mình rồi. Chắc chắn luôn. À, không có máu nữa chứ. Cũng sang đỡ. Headshot rồi. Bọn bên kia là cũng cúp to. Cái thằng mình bị mình bắn nên nốc cái thằng đấy chắc cũng to thằng đáp cho bác của qua kìa chết rồi đấy lúc này rồi. Nằm xuống em à có máu không? Mới có một xác thôi nha, còn một xác nữa đâu. Ok, nó chạy được rồi. Mới tư chạy được rồi. Mẹ lại ninja đấy. Anh nghĩ thằng mới chơi gì cũng chết rồi. Chẳng qua là ở đâu đây thôi, hoặc ở trên vách đá gì đấy có thể. Đấy đấy, Vector mà em bắn xa, Uzi mà em bắn xa làm gì? Cơ hội đổi nhà. Chẳng qua đấy ngồi ngồi ngay vách tường luôn. Không phải nào mà thằng 24 sống ở chung nhà thằng mới 24 không? Ui, Ô, AK. M4 kìa. M4 kìa. Bắn AK M4 luôn. Bọn mày biết tay không? Đót luôn kìa. Ui rồi, lắp đót vào M4 mà bắn em. Có rồi. Thừa đang thừa một cái cho ba lô nữa đấy. Kìa, nó chỗ mình kìa. Chỗ này em vừa đi kìa. Trên trên đấy Thấy em rồi. anh nói thấy nó ngồi 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 chưa em thấy nó ngồi chưa Nhưng mà hả nó thấy em rồi, em không dám chạy. nhá. Hai ngày biết di chuyển đấy nó có súng bắn xa với cô cúp to ấy bắn từ bên kia qua là cúp to chắc luôn tầm cúp 6 là ít. Lấy Doraemon đi. Giờ em chơi ninja với nó luôn. Tiếp tế. Đó là hòm tiếp tế. Úi giời, đạn xanh kìa. Nên làm chả lấy khẩu K với cúp 8. Úi giời, Morshin kìa. Đập khẩu hoa xin lên bắn thằng xanh
nét kìa, nhà có nét ở dưới chân luôn. Để 50 viên thôi. Tích bát luôn kìa, ui dồi quá đẹp. Tay cầm chữ A luôn. Nhà này nó nhiều đồ như này là nó đang tạo cơ hội em giết hai người kia đó. Ui, cốc 8 kìa. Anh đùa em à? Kìa. Ui nó kìa. Từ từ kể, nó chưa biết em đâu rồi. Nó đi kiểu thế là chưa biết em ở đấy rồi. Này nó chưa biết Thằng đâu. Nó đang nhìn xem ở đâu á. Kiểu gì nó cũng qua đường, em yên tâm, nó cũng không biết em đâu, nó kiểu gì cũng qua đường. Không biết luôn. em không bắn, em chờ nó qua đường thôi, giờ bắn không cũng không không gạt được. Đúng rồi, chờ nó qua đường thôi, chứ đừng có bắn chết. Hai này tự nhiên có hai mạng trên trời, có hai mạng trên trời, phơm một cục mạng, nó cầm con phơm một cục mạng của em này, nó phơm anh này, khi anh bị tiếng kia bắn nốc rồi. Kiểu gì nó qua đường, qua bên này hay bên kia thôi, bé ra cho qua bên này cho coi, trong bo mà. Đấy đấy đấy, Mẹ nó đi đường đó sao bắn ta? xong rồi đi vòng lấy nó, kệ nó, kệ. Chắc em bắn thằng sau. Làm nó viên ca xong sấy. Đứng sát vào là đầu đồ nó không bắn được. Mà sấy lỗi ghê á. Cây okay, nó bắn lòi em kìa, em đứng thụt vào sau cái thùng là nó thằng thằng đầu đồ nó không bắn được đâu. À, còn nếu mà thấy cốp 2 là chết cũ rồi. Thấy nó ló về tường không? Này cứ ngó ngó kê kê thôi. Ngu, biết ngay là bắn kiểu cái kê kê. Rồi làm cho viên ca sấy lại em này, làm lại cuộc sống này. À, bo cái đất kia nó chạy qua đến ở à, đâu rồi. Đấy đâu tí nó mà vào sầm gốc đáp quả nít trước mặt, trước sát tường á, đáp trước đấy, đáp trước cái gốc cây á. Đấy, tới nhảy lên qua luôn. Có xin là snap khá nhanh ấy. Chết. À, nó phát là sấy. chết, anh không thấy gì đâu nhá. Alo, Sấy M4 bị làm sao ấy nhờ? nó giết ngược đối thủ, ui tuyệt vời. Đó, để cái danh hiệu là cái gì nhỉ? Giết ngược đối thủ. Ok. Sát thương mình sao có thể nó nhiều thế được nhỉ? Thương ai? Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đêm ngày em ngày làm dâu mà anh đừng buồn đừng lo. Ủa? Bộ đồ con gấu nó mà đắt vậy. Máy chủ bệnh. Anh không hiểu game mấy hôm nay nó bị cái lỗi thế này này. Có nghĩa là trong ngôn ngữ thì anh để tiếng Việt đúng không? Mà lúc kết nối thì lúc nó ghi thì connect, lúc thì internalizing. Nãy thì nó phải vừa hiện kết nối.
Này, đổi đồ tiếp. Nó không đi dày đâu. Cái thắt Đi bằng lưng, tay hả? cái thắt lưng này mang vào có giúp mình mà lấy được Đưa nhiều được đồ được. hơn. Có. Đây giúp mình tăng được nhiều đồ hơn. Em thấy là không thấy nó cộng thêm 50, cộng với 50 điểm sức chứa à? Em chỉ có chuột vào cái thắt lưng nó ghi cộng 50 điểm sức chứa đấy. À, thấy rồi. Đừng bay lại về nhà nè. Nhưng mà nhà người ta Rồi bị cướp nhà này. Này thì nó bay gà do nó kỹ năng nó không có nên mình có thể đẩy nó được. Mẹ mình nó đục to. nó bay cao để nó xem ở đâu có người ấy. Thường thường nó hay xuống tử thế. Bắn một thời gian bọn nào nó cũng xuống sau nhưng không chọn xuống trước. Mẹ mình chơi cả cái bến này on thật em. Chơi càng lâu càng mượt, cứ 45 đến 46 FPS thôi. Đấy, vừa nói xong rồi 139 rồi, được bán. Hay rồi, nghe xem. Ba thằng, hai thằng ở Hai gần, thằng một này. thằng ở xa. Một thằng xa nhảy cái sang rồi. Rồi, hai thằng này. Em đây đây một thằng gần đây đây này, mà không phải nhá, một thằng đây là xuống nhà này này, nhà Hồng. Ok. Sao nhà không có khẩu súng nào hết vậy? Hay lên kìa. Nhà không có súng anh ơi. Anh rút xong nhà này chưa? Anh nó đổ đây là chưa lên đây kìa. Biết là kia làm gì đi từ cái chết trắng. Uzi bên này đây. Em không qua đó được, qua đó bên thằng nhà Nhật nhà Hồng này nó bắn. À, nó đẩy sau lưng mình lại bắn nhau này. Đấy, em vẫn đẩy thằng nhà Hồng đi. Bắn lục cũng được. Anh nghĩ thằng Trà Hồng là cái thằng địch. Không, ui. Địch mẹ em ơi. Xong rồi. Ui. Trúng nó một viên rồi đấy, cay thế nhờ. Nó ngồi im quá. Anh chết mấy lần vì cái thằng trong nhà này rồi. Nó ngồi anh lúc đấy anh cái góc nhà vệ sinh là bị dưới trong đấy thì anh check cái nhà vệ sinh phía trước thì nó lại ngồi hướng khác ạ. Anh trúng ngon nữa chứ anh chứ nhờ. Em bắn nó được một viên gần hết máu luôn kìa, trúng thêm một viên là nó chết rồi đấy. Thôi nghỉ em mẹ nghỉ thôi chắc có những cái video video kia lên 2 tiếng kia lên được vừa đẹp đấy. Hai tiếng gì anh ngủ tới trưa mà. Ta đi ngủ đi. Mai là ngủ.